Xin chào các bạn, tôi là An, trợ lý dinh dưỡng đến từ chương trình WIC. Trong video này, các bạn sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của sắt đối với sức khỏe, các thực phẩm giàu sắt và các thực phẩm chứa vitamin C, những thói quen có thể ảnh hưởng đến lượng sắt. Hãy cùng bắt đầu ngay nào! Sắt là gì? Sắt là một khoáng chất mà cơ thể cần để tăng trưởng và phát triển. Cơ thể bạn cần sử dụng sắt để tạo ra hemoglobin, một loại protein trong tế bào hồng cầu mang oxy từ phổi đến tất cả bộ phận trên cơ thể, và myoglobin, một loại protein cung cấp oxy cho cơ bắp. Cơ thể bạn cũng cần sắt để tạo ra một số hormone. Bạn có đang bổ sung đủ sắt không? Hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ đều bổ sung đủ sắt. Tuy nhiên, một số nhóm người nhất định dường như đang gặp khó khăn trong việc bổ sung đủ sắt. Các cô gái tuổi teen và phụ nữ có kinh nguyệt ra nhiều, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, đặc biệt nếu là trẻ sinh non và nhẹ cân, người hiến máu thường xuyên, người bị ung thư, rối loạn tiêu hóa, suy tim. Một số tác dụng của sắt đối với sức khỏe: thiếu máu do thiếu sắt gây ra bởi lượng máu thấp và có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Các triệu chứng của thiếu máu do thiếu sắt bao gồm rối loạn tiêu hóa, suy nhược, mệt mỏi, thiếu năng lượng và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ. Thiếu máu do thiếu sắt cũng làm giảm khả năng chống lại vi trùng và nhiễm trùng, giảm khả năng làm việc và tập thể dục, cũng như giảm khả năng kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Trẻ sơ sinh và trẻ bị thiếu máu do thiếu sắt có thể gặp khó khăn trong học tập. Thiếu sắt không hiếm gặp ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, phụ nữ dưới 50 tuổi và phụ nữ mang thai. Bây giờ bạn đã biết khái niệm về sắt và một số tác dụng của sắt đối với sức khỏe, hãy cùng xác định các loại thực phẩm giàu sắt và vai trò của vitamin C. Dưới đây là một số loại thực phẩm phổ biến rất giàu sắt: thịt, trứng, thịt gà và các loại hạt, cá, các loại đậu như đậu, đậu lăng, đậu carpaccio và bơ đậu phộng. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt. Họ nhà cam như cam, chanh xanh, chanh vàng và bưởi, dứa, xoài, đu đủ, ớt chuông, dâu tây, kiwi, cải xanh, bông cải xanh và cà chua. Còn đây là một số thực phẩm làm giảm hấp thụ sắt: trà có chứa caffeine, cà phê và soda có chứa caffeine, bổ sung nhiều thực phẩm giàu canxi như sữa chua, sữa và phô mai. Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ có tên chúng thuộc nhóm nào để cho bạn biết một số loại thực phẩm có thể quen thuộc với bạn sẽ thuộc nhóm nào. Khi mỗi loại thực phẩm được liệt kê, hãy nói ra nhóm mà bạn nghĩ chúng thuộc về và cùng xem câu trả lời. Cá, sắt, giá đỗ, vitamin C, đậu lăng, sắt, hành, vitamin C, các loại thịt, thịt bò, thịt cừu và thịt dê, sắt, bông cải xanh, vitamin C, đậu gà, sắt, ớt đỏ, vitamin C, cải kêu, sắt, bắp cải, vitamin C, rau bina, sắt, cà chua, vitamin C, thịt gà, sắt, tỏi, vitamin C, củ dền, sắt, xoài, vitamin C. Làm tốt lắm! Bài tập này sẽ giúp bạn nhớ cách xác định các thực phẩm giàu sắt và tầm quan trọng của việc ăn chúng cùng các thực phẩm giàu vitamin C để hấp thụ sắt tốt hơn. Và đừng quên tránh những thực phẩm làm giảm hấp thụ sắt. Trong hoạt động tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xác định xem thực phẩm nào của WIC cung cấp sắt cho chế độ ăn của bạn. Các loại đậu, đậu, đậu Hà Lan và đậu lăng, bơ đậu phộng, đậu phụ. Các loại ngũ cốc ăn sáng tăng cường, bao gồm ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh. Các món trứng, ngũ cốc nguyên hạt, ví dụ như bánh mì nguyên cám, mì ống, burger, gạo lứt và yến mạch. Các loại rau lá xanh đậm. Bạn có bất ngờ khi thấy tất cả các loại thực phẩm giàu sắt mà bạn có thể mua với quyền lợi WIC của mình không? Hãy cân nhắc ăn các loại thực phẩm giàu sắt cùng các loại thực phẩm chứa vitamin C trong chế độ ăn hàng ngày của bạn. Trong video này, bạn đã học được khái niệm về sắt, sắt hoạt động như thế nào trong cơ thể, thực phẩm nào chứa nhiều sắt và cách tăng cường sắt cho cơ thể. Tôi hy vọng video này đã mang đến cho bạn những ý tưởng mới về cách thêm thực phẩm giàu sắt vào chế độ ăn của gia đình bạn. Vui lòng trả lời các câu hỏi được WIC nhắn tin tới bạn và quyền lợi của bạn sẽ được thêm vào thẻ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia.